Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Hai mẹ con dậy muộn đang ở nhóm chơi ngày thứ 6 đây. Mình vừa đến nơi và đỗ xe được vào chỗ bóng dâm. Bây giờ hai mẹ con Sói sẽ vào nhóm chơi để gặp các mẹ và gặp các bạn đây. Dù muộn nhưng mà mình vẫn muốn em Sói đi để gặp mọi người ý. Và mình có tạt qua mua một cốc Mocha Fusion này, một cái bánh mì chicken pesto để vào đấy ngồi ăn, vì sáng giờ là dậy muộn nên là mẹ Sói chưa ăn sáng. Em Sói cũng thế. Yeah. Let's go Rafi. Let's go. Về đến nhà rồi. Ngoài trời nóng quá. Và một tuần nay rồi thì vẫn chưa mưa, chưa gì cả mọi người ạ. Sáng nay thì mình có mua chicken pesto với lại mocha đi đến nhóm chơi ngồi ăn, ngồi chơi ngoài đấy. Vì sáng mình ngủ dậy muộn, mình không ăn sáng được ấy. Nên là bây giờ cũng ngang dạ, em Sói ở ngoài đấy cũng ăn một nửa cái chicken pesto với mẹ. Nên bây giờ về nhà thì hai mẹ con chỉ ngồi chơi thôi. Bây giờ gần 12 giờ rồi. Em ấy chắc là cũng không đói ấy. Bây giờ Sói đang ngồi ăn teddy toss. Teddy toss. Ăn xong đi nhở, ngồi đây mát mát. Xong mẹ gọi điện xem là bà nội ở nhà hay là bà nội đi mua sắm. Thì sang bên nhà chơi với bà nội nhá. Ok. Okie dokie. Yum. You wanna sit on the table opposite mommy? Con ngồi lên bàn. Ngồi lên bàn. Chị. Sit on the table so you can see mommy. Yay, it's mommy leg and Rafi leg. Ngồi đấy. No, sit there Rafi. Cứ thích ngồi lên chân mẹ là thế nào nhỉ? Sit there, you're heavy. Con nặng lắm rồi, con ngồi lên đấy để gãy chân mẹ à? Hey Mr. Bobo. Shakey. Auntie. Nom. Is that yummy? Yummy. Wow. Hôm nay là chú cháu rồi ấy, em ạ. Xong lại là cuối tuần. Yeah. Ba ở nhà cuối tuần. Yeah. Cháu đi chơi với ba. Yeah. Mệt nhà con nhỉ. Người mẹ nhức mỏi hết cả người đấy em ạ. Nam. Tay Sói hôm nay ở nhóm chơi Sói ngồi Sói vẽ các thứ là vẽ hết vào tay đây này. Không phải tay này, tay phải. Tay phải của em toàn màu ở tay chui. Toàn màu chui. Buồn cười Sói ở nhóm chơi hôm nay. Chơi nhóm chơi xong thì ra cái chỗ khuôn viên chơi dành cho trẻ con ngay bên cạnh ấy. Thế là Ariana đứng ị. Mặc bỉm nhưng đứng ị. Thế là Ariana đứng nguyên một chỗ, một góc không có ai cả. Sói loanh quanh đến gần chơi thì Ariana đuổi ra con nhỉ. Đuổi ra bảo I need my space. Em mới nói là chứ lui ra, em cần có không gian riêng. Tớ cần có không gian riêng. Thế Sói đến đấy nghe thấy thế sao chứ. Ok, bye. Sói rất là hầm, biết trả lời bạn. Ok, bye. Xong rồi lui ra chỗ khác chơi chứ. Ui giời ơi, người lớn quá nhỉ. Rafi look pink. Pink. Is that pretty? Pretty? Pink. Em đang đầy đồ ăn trong miệng nên là em không nói được đấy ạ. Chứ bình thường hôm qua em nhìn thấy mẹ ngồi sơn móng tay móng chân, xong rồi em nhìn thấy thế xong em nói với mẹ chứ. Mom, pink, pretty. Pretty. Pretty pink. Pretty. Wow. Yum. Ê, nhắm mắt. Hiya baby. Hiện tại thì có rất là nhiều bạn mới theo dõi vlog của nhà Sói nên là chắc các bạn ấy không biết là mẹ Sói đã làm vlog được tổng thời gian là có lẽ là 2-3 năm nay rồi. Nên là các bạn ấy hỏi những câu hỏi mà mình đã thực hiện những vlog để trả lời từ lâu rồi ý. Với lại là những câu hỏi liên quan đến chuyện bầu bí của mẹ Sói bây giờ. Ví dụ như là có bạn Tú Ngọc Uyên này, bạn ấy hỏi là mình muốn biết em ấy là em trai hay gái. Em thích ý.
Với lại có một số bạn nữa hỏi là chị ơi tháng mấy thì chị sinh em bé thứ hai, và em bé thứ hai là trai hay gái vậy? Hay là khi nào thì em sói đi học? Hay là đại loại thế. Thì những bạn mới xem vlog của nhà sói, các bạn hãy bấm vào tên của mẹ sói, tên của cái kênh của mẹ sói Linh Makiti, thì sẽ dẫn các bạn đến với trong kênh của mình, vào trong kênh của mình. Và khi vào trong kênh của mình thì có hai chuyên mục mà mình nghĩ là các bạn sẽ quan tâm. Đấy là chuyên mục thứ nhất là vlogs. Thì mình có vlogs từ năm 2014 đến năm 2014 đến năm 2016. Và một cái mục nữa là 2014 đến 2015, và vlog 2016, và vlog hiện tại là vlog 2017. Thì trong đấy có tất cả những cái gì mình đã chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình, về những thay đổi gì trong cuộc sống của gia đình sói. Và cái điều này thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều về cách vào trong kênh của mình để khai thác thông tin ý. Và chuyên mục thứ hai là chuyện bầu bí. Thế nên là nếu như mà bạn nào mà quan tâm tới em bé thứ hai thì các bạn có thể vào chuyên mục chuyện bầu bí để xem thông tin là em bé thứ hai hiện tại được bao nhiêu tháng rồi này, em là em trai hay em gái, và khi nào thì em ấy sinh mọi người nhá. Đấy là cái cách ủng hộ rất là hữu ích cho kênh của nhà sói, để kênh của nhà sói tiếp tục phát triển. Các bạn hãy xem những vlog mà các bạn chưa xem, và một cái nữa là nếu có thể thì các bạn hãy chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn nữa. Bây giờ mình sẽ gọi điện cho bà nội sói đây. Hôm nay là ngày bà nội được nghỉ mà, ngày cuối tuần thì bà nội vẫn làm, thế nhưng mà hôm nay thứ sáu thì bà nội được nghỉ. Gọi điện để xem bà nội có nhà không, để cho sói sang chơi với bà nội. Chỉ có thời gian cuối tuần thì sói mới có cơ hội gặp bà nội thôi. Em sói vừa ngủ trưa dậy, bây giờ mình sẽ cho em sói đi ra đường chơi hoặc là chạy sang bên nhà ông bà chơi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 6:15, ba sói đang trên đường về nhà. Em sói dậy cách đây 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà hai mẹ con ngồi chơi ý, với lại mình ngồi ăn khung xương gà luộc với lại rau luộc, ngồi nhâm nhi mà. Bây giờ thì hai mẹ con ra ngoài nhá. You only take one, Rafi, Teddy or Bunny? Bunny. Bunny, okay, take Bunny then. Come on. Đang đòi bế cả hai em này ra đường chơi đấy ạ. Yeah, and baby, yes. Which one? Bunny or Teddy? Con chỉ mang một em thôi. Which one? Which one? Mẹ sói cũng đặt nồi cơm rồi. Tí nữa ba về đến nhà thì là sẽ làm gì con nhỉ? Sẽ nướng sườn hoặc là nướng thịt gà để ăn với cơm. Luộc ngô nữa. Let's go. Rafi, you only take one. Con chỉ mang một em đi thôi. Con mang hai em ra đấy thì lấy tay đâu ra mà chơi. Đấy, mọi người nhìn này. Đồ bên này đã được chuyển hết sang bên góc bên kia gọn gàng rồi. Rafi, just only one. Bunny or Teddy? One, please. Con chỉ mang một em đi thôi. Con à, ra để còn chơi với các anh chị nữa chứ. Đấy, đồ sang hết cái góc bên này rồi đấy ạ. Take one, leave one home please. Which one gonna stay home? Nào em nào ở nhà, nào em nào đi nào. Hay con cầm cả hai như thế thì làm sao mà con chơi với mọi người được. Con muốn sang bên nhà ông bà không? You wanna go? You wanna go Nana Papa? Bác Ruthie hình như là đang ở bên đấy cho trẻ con bơi ấy. Rafi, do you wanna go Nana Papa? Hang on, come here. Đi vào đây mẹ lấy cái phao bơi cho ông sang bơi với ông bà. Nhanh. Nào thì lại vào trong nhà để lấy quần bơi với lại phao bơi của em sang đấy cho em bơi nào. Nhanh. Come on. Come on. Yeah, come on. Come on. Come on, mama. Come. Say come on, mama. Come. Come on, mama. Come on. Come on, mama. Đấy, con vào đứng ở kia đợi mẹ để mẹ lấy đồ cho. Nhanh. Khẩn trương. Mẹ lấy đồ sang cho sang bên nhà ông bà bơi nhá. Ok. Ok. Come on. Chu cái mỏ lên, nhanh. Come on. Và mẹ lấy áo bơi cho nhá. Let's go. Yeah, let's go. Here you go. Yeah. Yeah. Quần bơi nào. Swimming short. Which one? This one? This one?
Okay. This one. Okay. Let's go. Nào để ra đây để mẹ đi lấy. Mẹ đi lấy á. Yeah. Hey, mommy get you the water wings. Water wings? Yes. Lại thay đổi kế hoạch, nhìn thấy xe bát Ruthie ở bên nhà ông bà. Mình lại cho em sói sang bên nhà ông bà bơi đây. Let's go, Rafi. Cứ ôm em thỏ với em gấu, mẹ rõ ràng hỏi là con mang em nào đi. Mang một em thôi nhá. Hỏi lần đầu thì bảo em Teddy, hỏi lần thứ hai thì bảo em thỏ, xong cuối cùng là toàn ôm cả hai em đi thôi. Quần này. Let's go. You need to leave all the Baba at home so we can go Nana Papa swimming. Or you wanna take them with you? Okay. Thôi được rồi, con muốn mang mấy em đi cũng được. Okay, let's go. Ui. Let's go. Don't step on mommy vacuum. Let's go. No. Thấy mẹ nói là cũng nhắc lại. Don't step on mommy vacuum. Do not do that. Come on, hurry up. Nào đi nhanh chân lên nào. Quick. Come little bunny, hop, little bunny, hop. Ôm tạ hai em chỉ luôn à? Đi. Tay đâu? Hàn đi. Đấy, ôm cả hai em này thì tay nào cầm tay mẹ nữa. This way. Go. Yeah, go Nana Papa. Go Nana Papa. Yeah. Con mà cầm hai em này sang là con phải chia sẻ với Kalia đấy nhá. Nghe chưa? Let go. Yeah, let go. One. Okay. Two. Three. Four. And five. Six. Seven. No, this way. Yeah. This way, in the house. In the house, hurry up. You need to go and knock the door. Knock. Oh no. This way. Don't step on it, Rafi. Do not step on it. Can you knock the door? No, Rafi! Ah! Hi, Kalia! Hi, Phoenix! Rafi, coming in? You wanna share with Kalia? You wanna share? Kalia, you want a teddy? Teddy or bunny? Shoe off, Rafi, shoe off. Raphael, shoe off! Mình vừa đi đón ba sói về. Ba sói ở nhà thay quần áo một tí rồi ba sói sẽ sang bên nhà ông bà nội ăn tối ngày hôm nay. Còn mình thì sang trước. Em sói ở bên đấy, sói ở bên đấy chơi với ông bà để mẹ đi đón ba. Thế là tối nay cơm của mẹ sói lại ế rồi. Không sao, để đến ngày mai ăn vậy. Chiều gió mát trời. Thank you.
Let's go. Let's go have a shower. I go have a shower. Say daddy shower. If you say daddy shower. I need a shower, daddy. Uh-oh. You have finished? Wear your clothes. Where's your clothes? Where's your clothes? Dad, where his clothes? There his clothes, Ross. Yep. Boo! Raphael, come here. Come wear your clothes on. Hurry up. Where blip 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 blip. We Jada. Hands up, Ravi. He doesn't need hands up, isn't he? Just hit up. Boom! Big hit. Boom! Yay! Close on, wee Baba. Hand up. Rafi, come on. Helping daddy. Da da. Panties on. Do not touch. That's baby step. Panties on. Da 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 da. Hurry up. Rafi, say bye bye. Bye. Bye, Rafi. Night night. Oh, it's la, purple. La. It's bruised again. La 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 la. You're finished. Okay, finish. Ba tắm cho sói xong rồi. Xong nhiệm vụ em sói ngày hôm nay. Bây giờ thì mình cũng sẽ đi tắm và đi ngủ đây. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog ngày mai. Và mọi người nhớ là chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà sói mọi người nhé. Bye.